Please, tôi muốn gửi một lời cảm ơn chân thành vì đã cho tôi những giờ phút giải trí xả stress và vui vẻ. Một lần nữa cảm ơn gửi Zuka, còn ban trò chẳng cho tôi cái gì cả. Sorry cậu, vì tôi chẳng cho cậu được cái gì cả. Tình yêu tôi dành cho cậu cũng không thèm nhận lại, rồi cậu bảo là tôi chẳng cho cậu cái gì cả. Mỗi ngày tôi đều vắt tay lên trường, tôi đều nghĩ là fan tôi thích cái gì. Ha, tôi đều nghĩ là fan tôi thích cái gì. Ha! Tại sao cậu lại nói thế? Cậu biết cậu là một người đang làm tổn thương cái người đang bị cậu làm tổn thương không ấy? Hey! Emotion no tan!